Xin chào các bạn. Hôm nay Celine sẽ đọc một cái câu chuyện tình yêu rất là đẹp, nhưng mà nó rất là ngắn. Đầu tiên Celine sẽ đọc bằng tiếng Anh, sau đó sẽ dịch lại tiếng Việt cho các bạn. Ok, bây giờ xin mời các bạn nghe. Câu chuyện này, quên nói về tựa đề, nó là I need to be with you forever. Anh cần bên em mãi mãi. Tức là anh cần ở bên em mãi mãi, hoặc là cần sống bên em mãi mãi. A girl asked the boy if she was pretty. He said, no, you're not. She asked him if he wanted to be with her forever. He said, no, I don't. Then she asked him if he would cry if she walked away. He said, no, go ahead. She had heard enough. She needed to leave. As she walked away, and he grabbed her in his arm and told her to stay. Please stay with me. I need you here. Listen, honey, he said to her. You are not pretty, but in my eyes, you are a beautiful girls, I don't want to be with you forever, but I need to be with you forever. And I would not cry if you walk away or leave me. However, do you know, it hurt me. My heart is hurt. And I would die without you. Một câu chuyện rất là ngắn phải không? Nhưng mà nó rất là hay, nó chứa đựng nhiều ý nghĩa lắm. Tại vì thường á, đối với một người con gái á, khi mà yêu một chàng trai, lúc nào cũng muốn biết là trong mắt của người đàn ông mình yêu là mình có thật sự là một người phụ nữ đẹp không? Tại vì ngoài kia bao nhiêu là người phụ nữ đẹp, phải không? Ai cũng sợ mất người mình yêu, nhưng thật ra thì khi một chàng trai đã chọn yêu một người phụ nữ thì tức là người đó đã đẹp trong mắt anh ấy rồi. Bây giờ mình sẽ dịch cái câu chuyện này ra bằng tiếng Việt cho các bạn cùng nghe nhé. Một bạn gái hỏi bạn trai là anh ơi, anh nhìn em có đẹp không? Anh ấy nói, không, em không có đẹp. Rồi cô ấy lại tiếp tục hỏi, anh ơi, anh có muốn sống với em mãi mãi không? Anh có muốn ở với em không? Anh ấy nói, không, anh không có ý định ở với em. Rồi cô ấy lại tiếp tục hỏi nữa, nếu như vậy thì nếu em ra đi bây giờ, em bỏ anh đi, anh có khóc không? Anh ấy lại nói, không, anh sẽ không khóc, em cứ đi đi. Giống như bài hát của Haravon ấy hát, em cứ đi đi đó. Tình yêu là thế, đôi khi là người phơ phơ. Hát như vậy thôi kìa, để dịch tiếp. Rồi, cô ấy cảm thấy rất là đau lòng. Cô ấy hỏi như vậy là đủ rồi. Cô ấy nhủ lòng mình là bây giờ em sẽ ra đi. Rồi cô ấy nói với anh ấy một câu là ok, bây giờ em sẽ ra đi. Nhưng mà khi mà cô ấy vừa bước chân một bước quay đầu về phía trước, thì anh ấy liền ôm cô ấy vào lòng, kéo cô ấy lại. Tức là bằng tiếng Anh nói là grab her arm, kéo tay của cô ấy và ôm vào lòng.
và nói nhỏ, nói thì thầm trong tai của con ấy kìa. Đặc biệt này, em hãy nghe cho rõ lời anh nói với em ngày hôm nay nhé. Em yêu, em không xinh đẹp, nhưng thật sự em rất là đẹp. Em là người đẹp nhất trong mắt anh. Anh không muốn ở với em mãi mãi, nhưng mà anh cần sống với em mãi mãi, tức là anh cần có em trong đời. Nếu em ra đi bây giờ, anh sẽ không khóc, nhưng mà lòng anh sẽ rất là đau. Tim anh sẽ tan nát, và anh có thể không sống nổi nếu thiếu em. Có thể là anh có thể chết nếu không có em. Một câu chuyện tuy là rất là ngắn gọn, nhưng mà chứa đựng rất là nhiều ý nghĩa đó các bạn ạ. Nhớ nhá, các bạn gái hãy biết rằng là người phụ nữ thì các bạn sinh ra Thượng Đế ban cho mình, ai cũng là người phụ nữ xinh đẹp hết. Bạn hãy tự tin vào bản thân mình, không bao giờ cần hỏi người bạn trai hay chồng của mình là bạn đẹp có đẹp không. Hãy chứng tỏ là bạn là một người phụ nữ đẹp bằng cách biết chăm sóc bản thân mình, rồi biết quan tâm hình thức bên ngoài, rồi hình thức bên trong, cái sự mềm mỏng, cái sự khôn khéo của một người phụ nữ. Tất cả những cái đó sẽ tạo nên cho bạn là một người phụ nữ rất là đẹp. Và khi bạn đủ tự tin vào bản thân mình thì bạn sẽ tìm được một cái tình yêu và cuộc sống cũng đẹp và cũng hạnh phúc. Chúc các bạn may mắn nhé, các bạn gái thân yêu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của Selin kể. Hy vọng lần sau sẽ kể tiếp theo. Và các bạn nhớ ủng hộ Selin bằng cách đăng ký kênh và subscribe cho Selin nhé. Tại vì mình mới làm bắt đầu, mới đang làm thôi. Nếu như các bạn thích thì các bạn ủng hộ mình thì mình sẽ có động lực để tiếp tục làm. Bây giờ bye bye, em cứ đi đi.